hoan hỉ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Quý Sửu, nữ mạng đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng, mệnh tang đố mộc là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây. Được trời Phật bảo hộ, vận số phú quý, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Vậy vận trình của quý ninh chủ tuổi Quý Sửu, nữ mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 là 52 tuổi âm lịch và 51 tuổi dương lịch. Xét theo thiên can, địa chi, ngũ hành và cung phi. Xét theo thiên can, luận tử vi 2024 quý Sửu nữ mạng cho hay, thiên can tuổi là quý ngũ hành thủy, có mối quan hệ bình hòa với thiên can giáp của năm 2024 ngũ hành thuộc mộc. Vì thế trong năm Giáp Thìn chủ mệnh nếu mưu cầu về những công việc thì có thể không được tốt như mong muốn. Tài chính, tiền bạc năm nay có lộc nhưng không hanh thông, cơ bản duy trì mức bình thường. Về sức khỏe không được tốt nên chủ mệnh cần lưu tâm có thể đau ốm trong năm sẽ lâu khỏi bệnh. Xét theo địa chi, người tuổi này có địa chi là Sửu gặp năm Giáp Thìn 2024 địa chi Thìn là quan hệ chủ về tứ hành xung, người tuổi Sửu theo đó trong năm chú ý về công việc kinh doanh, buôn bán. Theo tử vi 2024 nữ quý Sửu, sinh năm 1973 thấy đây là năm nhiều khó khăn có thể đưa tới cho công việc của người tuổi này. Bên cạnh đó, bản thân còn có thể vướng vào chuyện thị phi. Ra ngoài chú ý đi lại xe cộ cần hết sức cẩn thận. Trong mối quan hệ gia đạo năm này của chủ mệnh tuổi Quý Sửu có thể gặp phải chuyện phiền muộn. Xét theo ngũ hành, ngũ hành người tuổi này thuộc vào hành mộc, gặp ngũ hành của năm Giáp Thìn thuộc hành hỏa là quan hệ sinh xuất. Xem tử vi nữ 1973 năm 2024 cho biết người tuổi này bản mệnh trong năm hao tổn nhiều. Kinh doanh hay sự nghiệp không thuận như ý, nếu có thuận chỉ trong thời gian đầu, càng về sau càng đưa tới bất lợi. Tiền bạc là phương diện cần chú ý, nhất là người này dễ bị bệnh về ngực năm này. Tiền bạc nếu dự định đầu tư thì cần phải suy tính kỹ lưỡng. Thời điểm cuối năm cẩn thận về công việc bất lợi đưa tới nhiều hơn thuận lợi. Xét theo cung phi, người tuổi này có cung phi là càn thuộc ngũ hành kim, gặp năm 2024 cung phi chấn thuộc ngũ hành mộc là khí ngũ quỷ. Tử vi tuổi Quý Sửu nữ mạng năm 2024 dự báo về công việc của người cung càn, nếu có sự đổi mới sẽ không được như ý. Của cải khó giữ, gặp chuyện thị phi và tình cảm của gia đình nhiều chuyện nảy sinh. Về ngũ hành cung phi, vì xung khắc giữa tuổi và năm nên khó tránh bất lợi sức khỏe và cuộc sống. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm Giáp Thìn này, đối với quý cô tuổi Quý Sửu, chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn. Hoàn toàn không nên biến hóa về việc làm hay triển khai các dự án góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại sẽ gặp nhiều bất lợi. Tình cảm mái ấm gia đình và sức khỏe thể chất có những chuyển biến không được tích cực. Sao chiếu mệnh, trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chiếu mệnh, đây là cát tinh, hay còn gọi là một phúc tinh tốt đối với bản mệnh. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, thăng quan tiến chức, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự đều may, đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Vận hạn, trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Sửu gặp hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất, hạn địa võng là hạn xấu, người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm,
mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên năm 2024, quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm này gặp vận niên Dương hồi ngạn, tốt. Vận niên Dương hồi ngạn là một trong những vận niên ý nghĩa tốt, tương ứng cho hình tượng của dê được trở lại núi rừng. Theo đó có thể thỏa chí tang bồng, cây cỏ và trái ngọt ở khắp mọi nơi nên tha hồ thưởng thức. Do đó, theo tử vi tuổi Quý Sửu năm 2024 nữ mạng thì người này mưu cầu công danh và kinh doanh trong năm đều được thuận lợi, có những người bạn tốt và may mắn chờ đợi chủ mệnh ở phía trước. Gia đạo nhiều niềm vui, có tin về việc thêm người thêm của. Chú ý bản thân khiêm nhường để thành tựu bền lâu, cẩn thận quản lý tài chính và đi lại giao thông. Về tứ trụ tử vi nữ mạng 1973 năm 2024, thiên hòa địa hòa, mọi việc trong năm Giáp Thìn không được thuận lợi như mong muốn và cũng khó có thể phát huy sức mạnh của bản thân trong cuộc sống. Ngoài ra phương diện công việc làm ăn cũng không được tốt. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, có vận trình không được mấy khả quan, đứng trước nhiều thách thức do bị cả thái tuế lẫn tam tai án ngữ. Mọi việc có thể không như ý muốn, song bản mệnh nên học cách chấp nhận khó khăn như là một phần tất yếu của cuộc sống. Càng sớm thích nghi linh hoạt, quý cô càng sớm tìm ra phương pháp thích hợp để điều chỉnh tình hình, giảm thiểu thiệt hại cho bản thân. Lời khuyên của chúng tôi dành cho quý cô tuổi Quý Sửu là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Quý cô nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ đừng thả lỏng quá mức, điều này sẽ ảnh hưởng đến vận thế của mình. Năm này sức khỏe của quý cô không tốt, quý cô đang gặp các hung tinh quấy phá, địa chi xung khắc, lại thêm bệnh phù đả kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác, tránh các tác nhân gây hại cho cơ thể. Quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, bước sang năm Giáp Thìn 2024 là 52 tuổi âm lịch. Đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình. Đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi đã biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn, đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không còn oán trời, không trách người, không lười nhác. Hiểu về thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn như trước, càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh, không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Quý cô đã biết chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động, khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, cũng có được điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Sửu phải chịu tác động của nhiều hung tinh. Về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến. Công việc chủ về khó khăn, bất lợi, không theo quỹ đạo, nhiều vấn đề cần xử lý, quý cô nên giải quyết dứt điểm ngay khi có cơ hội, chớ để đêm dài lắm mộng. Hãy chuẩn bị tinh thần với những cạnh tranh, thị phi và cả tiểu nhân gây họa. Trong năm này, quý cô tuổi Quý Sửu phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, dễ thay đổi, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, có thể đẩy bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển công tác, bị đuổi việc, mất việc. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, nhiều năng lượng tiêu cực đeo bám, cũng sẽ có những tác động không tốt đến phương diện sự nghiệp của quý cô. Công việc, sự nghiệp trong năm sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng quý cô cần can đảm, dũng cảm đối mặt, biết lấy ổn định, an toàn làm trọng. Quý cô nên tập trung phát huy thế mạnh của bản thân, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn, đừng vội vàng từ bỏ. Sẽ vượt qua được trở ngại và thu được thành tựu, từ đó sẽ được trọng dụng, vận trình sẽ khởi sắc, cơ hội cũng sẽ đến. Năm này, vận khí bị suy giảm, việc kinh doanh, buôn bán, quý cô tuổi Quý Sửu nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng,
không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật, tiền mất tật mang. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm 2024. Dưới sự tác động của nhiều hung tinh, làm cho quý cô có vận khí suy giảm, cho nên về phương diện tài chính của quý cô trong năm này không mấy khả quan. Trong năm này, tài chính của quý cô tuổi Quý Sửu không quá dư giả, nguồn thu tương đối ít, chủ yếu phụ thuộc vào công việc chính. Các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường, đã vậy còn rất dễ gặp họa hao tài, do nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khốc và thái tuế án ngữ là hung tinh, làm cho quý cô sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Năm này, tài khí khó tụ, tiền bạc dễ hao, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh gặp nhiều ngăn trở, kinh doanh, buôn bán không thuận, hàng hóa có phần ế ẩm, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận lợi, quý cô tuổi Quý Sửu cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Quý cô tuổi Quý Sửu trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết, hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Quý cô cũng nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho quý cô cân đối được mức thu chi, chi không vượt quá thu, để có cuộc sống được no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Về cuối năm, vận trình tài lộc của quý cô có phần khởi sắc hơn, khi đó quý cô ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, giúp cho quý cô có của ăn của để, cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính. Xét về vận trình tình cảm của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Quý Sửu cơ bản là được ổn định. Mối quan hệ trong gia đình vẫn bình hòa, các thành viên ít xảy ra khúc mắc. Bản thân quý cô cũng biết cách vun vén nhà cửa nên gia đạo nhìn chung vẫn rất êm ấm. Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng có lúc khó tránh khỏi một số xích mích, mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng nên đồng sức đồng lòng, quý cô trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho các thành viên trong gia đình và cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên. Xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Sửu có vận trình sức khỏe không tốt lắm, quý cô nên đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Năm này, do bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, tăng môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn địa võng, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày dà, tâm lý buồn lo, bất an, sinh ra nhiều thứ bệnh. Năm này, quý cô tuổi Quý Sửu đang phạm thái tuế, làm cho bản thân dễ mắc phải những điều xui xẻo, cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến, hạn chế đi đám ma, đám hiếu để không bị năng lượng tiêu cực đeo bám. Ở tuổi 52, sức khỏe của quý cô có dấu hiệu giảm sút nhiều theo thời gian. Quý cô thường xuyên ốm đau vặt như đau đầu, chóng mặt, mặt mày xây sẩm, u ám, đầu óc lu mờ, bệnh cũ tái phát sẽ lâu khỏi. Không chỉ vậy, trong năm còn có điềm báo dễ gặp tai nạn như té ngã, bị thương hoặc va chạm về xe cộ. Các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Trong năm này, quý cô tuổi Quý Sửu cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, giúp cho quý cô tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc được dồi dào hơn nữa. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ.
Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch tuổi không. Tam Tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, gặp hạn Tam Tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 2024 là năm Thìn. Như vậy, quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, không phạm Tam Tai. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô không phạm Hoang Ốc. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2024, quý cô tuổi Quý Sửu, năm 2024, phạm hình Thái Tuế, quý cô cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, thôi việc, bản thân và người thân sức khỏe gặp nhiều vấn đề. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì quý cô tuổi Quý Sửu 1973, trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch tử, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, quý cô tuổi Quý Sửu 1973 gặp trạch tử, không nên mua nhà, làm nhà, sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm nay. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Quý Sửu, nữ mạng rất hạp vào, giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào, quý cô cũng có thể xuất hành vào những ngày, giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý cô thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Quý Sửu. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường, tốt nhất là 10 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Quý Sửu. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày: hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Quý Sửu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 2013, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, vận niên tương sinh. Tuổi Ất Dậu, sinh năm 2005, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung thiên y, vận niên tương sinh. Tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1996, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung thiên y, vận niên tương sinh. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hại, cung thiên y, vận niên tương sinh.
Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao Thái Dương chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Địa võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng đối với quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, kinh tế tài chính, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Thái Dương chiếu mệnh. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý cô tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn 2024. Sao Thái Dương là một cát tinh tốt, người gặp sao này sẽ nhận được nhiều may mắn trong công việc. Sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt, uy tín và danh vọng được nâng cao. Nhờ đó, quý cô có thể có cơ hội được tăng lương, thăng chức, con đường công danh trở nên rộng mở, sáng lạn. Nhiều người cho rằng sao Thái Dương hợp với nam giới hơn nữ giới. Tuy nhiên, nữ mạng vẫn có thể nhận được nhiều may mắn từ phước tinh này. Đặc biệt, tháng 6 và tháng 10 âm lịch chính là thời điểm đại cát. Kích hoạt cát tính của sao Thái Dương tăng cường may mắn cho vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Làm ăn ngay thẳng, quý cô tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Quý cô đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, quý cô cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, quý cô hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Quý cô không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, quý cô có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng, dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là cát tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao Thái Dương vào ngày 27 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 27 tháng 1 âm lịch, vì ngày này là ngày sao Thái Dương giáng hạ. Đặt hương án về hướng chính đông, hành lễ khấn, nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973.
Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Quý Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc có nhiều xáo trộn. Phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nếu không sẽ chỉ càng thêm nóng nảy. Ngoài ra, tháng này cũng dễ xảy ra tranh chấp lời nói, xung đột thân thể với người khác. Quý cô phải học cách kiềm chế cảm xúc, trong hoàn cảnh đặc biệt không nên hành động bốc đồng, cần chín chắn, lý trí hơn. Năm mới, nếu không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh thì tốt nhất nên cẩn thận đi lại, hạn chế nói nhiều. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Quý cô tuổi Quý Sửu trong tháng 2 âm lịch này có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên quý cô cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên, dù trong tháng có tiền thu vào rủng rỉnh, quý cô cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Đây là tháng có ngũ hành trợ mệnh, mặt nhân duyên của quý cô sẽ được cải thiện, nhưng cũng đừng quên, quan hệ tình cảm đang phạm hại tiểu nhân. Nên quý cô cần phải vững vàng về tâm lý, giữ vững lập trường, giữ gìn hạnh phúc gia đình mà mình đang có. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tháng 3 âm lịch này chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tang môn, lại gặp địa chi Sửu Thìn xung khắc, làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn, kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Về tình duyên của quý cô trong tháng này cũng không mấy tốt đẹp. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh Giác Tú, Hoa Cái, quý cô tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, nên khó được lòng mọi người, những người thân trong gia đình cũng hay xung đột về lời nói. Tháng này là tháng Thìn, tháng xung của tuổi Bổn Mạng, quý cô đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ có sự sai sót dính dáng tới pháp luật, kiện tụng. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tử vi của quý cô tuổi Quý Sửu trong tháng 4 âm lịch năm 2024 có điểm báo thăng tiến nhẹ. Trong tháng có nguyệt lệnh tị hỏa và chi sửu thổ tương sinh, là thế vận khí cát lành có sự thăng tiến. Quý cô tuổi Quý Sửu trong tháng này sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh, buôn bán vận hành trơn tru, có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Đường tài lộc tháng này của quý cô khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Sức khỏe trong tháng này được bình ổn, nhưng quý cô cũng nên cẩn thận về các vật dụng sắc nhọn và khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Bước sang tháng 5 âm lịch, dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, hạn địa võng, quý cô tuổi Quý Sửu dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi, mặt mày u ám. Tháng này, quý cô tuổi Quý Sửu đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Sửu Ngọ tương xung, gây ra những chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý, quý cô tỏa ra lạnh lùng, cục tính. Nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý cô, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do quý cô đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Trong tháng quý cô không nên tham gia vào các trò may rủi, nếu không rất dễ phá sản, mất cả chì lẫn chài. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý cô tuổi Quý Sửu sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này, nên sức khỏe rất dễ sa sút, dẫn tới vận may về mọi mặt cũng sa sút hẳn. Quý cô không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ lạc quan là điều quan trọng nhất. Nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm, bạn bè hoặc người thân. Ngoài ra, quý cô trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tháng 7 âm lịch đối với quý cô tuổi Quý Sửu có thể sẽ gặp trở ngại. Tháng phạm cục diện Sửu thân tương phá, thái tuế phạm xung. Nó mang tới vận trình nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân quý cô đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu. Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, khiến mọi người ai cũng ngại tiếp xúc. Trong gia đình,
quý cô cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng, nặng nề hơn. Tài lộc chậm. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, có nhiều âm khí, cộng với hạn địa võng, cho nên quý cô tuổi Quý Sửu cần chú ý nhiều hơn đến cảm xúc và sức khỏe của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Trong tháng 8 âm lịch này, về vận trình tổng thể của quý cô tuổi Quý Sửu, có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý cô sẽ có một tháng tốt đẹp, làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Bản thân quý cô tuổi Quý Sửu cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình, việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Với sự trợ giúp của các tinh thiên đức, cùng với ngũ hành tam hợp, mang tới cho quý cô cơ hội để thể hiện bản thân, có cơ hội phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vì vậy, quý cô cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc. Có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Ngoài ra, trong tháng với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc, giúp cho mối quan hệ giữa quý cô và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tháng 9 âm lịch, vận trình công việc của quý cô tuổi Quý Sửu tương đối bận rộn. Quý cô phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý cô cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, đây cũng là dịp tốt để cho quý cô phấn đấu, có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo, công ty đánh giá cao, địa vị của quý cô ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Ngoài ra tháng này quý cô cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Bước sang tháng 10 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tháng 10 âm lịch cho thấy vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu có một tháng bình hòa, thái tuế hòa hợp với nguyệt lệnh nên mang tới một sự may mắn nhất định. Quý cô có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Con đường tài vận có sự khởi sắc, có thu có chi. Mặc dù công việc cũng gặp không ít khó khăn nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quý cô cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này quý cô cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, quý cô được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Đừng để công việc làm quý cô bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Sức khỏe của quý cô trong tháng này tương đối tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Thiên can tương sinh, địa chi tương hợp, trong tháng 11 âm lịch này, vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý cô nên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc và nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Có thể trong tháng này quý cô được lãnh đạo giao thêm cho công việc ở các bộ phận khác, quý cô cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và phát huy năng lực của bản thân. Có cơ hội được trọng dụng và có được vị trí đứng vững chắc cho mình tại công ty, cơ quan, nhờ đó mà tài lộc được tăng tiến. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, hàng hóa tấp nập. Điều này giúp cho quý cô có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Tài lộc của quý cô tuổi Quý Sửu trong tháng này tương đối tốt, quý cô có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Nhìn chung, trong tháng này quý cô tuổi Quý Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Trong tháng này nhân duyên, công việc, sức khỏe khá ưng ý, quý cô khá hài lòng với những gì mình có ở tại thời điểm này. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Quý cô tuổi Quý Sửu trong tháng này cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp. Trong tháng gặp cục diện Sửu Sửu phạm hình với cung mệnh,
lại bị tháng thái tuế án ngữ, dẫn đến vận khí tiêu hao, sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, dù đúng hay sai mình cũng là người chịu thiệt, không được mọi người ủng hộ, quý cô nên thận trọng trước khi nói hay làm. Về phương diện tình cảm cũng gặp chút trục trặc do Hồng Loan tinh phẫn nộ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.